Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu laptop Dell Watcho V5468. Đây là chiếc laptop được làm từ hợp kim nhôm màu vàng, phù hợp với các bạn là học sinh, sinh viên, người dùng văn phòng cần một chiếc laptop mỏng, nhẹ và thời trang. Kế thừa thành công của phiên bản trước, Dell Watcho V5468 vẫn lớp vỏ được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối, nhưng máy được thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn và chắc chắn hơn, cùng tông màu sang trọng, bắt mắt hơn. Ngoài những nâng cấp về ngoại hình, Dell Watcho V5468 còn được nâng cấp nhiều hơn về phần cứng, với việc sở hữu bộ vi xử lý mới nhất của Intel, hứa hẹn đem đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn toàn mới. Dell Watcho 5468 sở hữu một lớp vỏ được chế tạo từ hợp kim nhôm nguyên khối cùng với màu sắc bắt mắt, mang lại sự sang trọng cho người dùng. Đồng thời, máy sở hữu một ngoại hình chắc chắn, vuông vắn, các góc cạnh được bo tròn hợp lý, tạo cho người dùng cảm giác chắc chắn khi cầm nắm. Ngoài ra, máy cũng được thiết kế khá mỏng và trọng lượng vừa phải, đem lại sự thuận lợi trong việc di chuyển hàng ngày. Dell Watcho 5468 được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ và mới nhất của Intel. Intel Core i3-7100U tốc độ đạt 2.5GHz, kết hợp cùng bộ nhớ RAM DDR4 dung lượng 4GB tốc độ 2133MHz, đem lại cho máy một hiệu năng ấn tượng, có khả năng giải quyết các tác vụ từ đơn giản đến phức tạp một cách dễ dàng. Đồng thời, máy còn được trang bị ổ đĩa cứng HDD dung lượng 500GB, đem lại không gian lưu trữ lớn, cho phép người dùng thoải mái lưu trữ những dữ liệu cần thiết. Màn hình của Dell Watcho V5468 có kích thước là 14 inch, chế độ phân giải 1366x768 pixel, cùng với công nghệ màn hình HD LED cho hình ảnh hiển thị rõ ràng, sắc nét, màu sắc tươi trẻ, sống động, đem lại cho người dùng những phút giây làm việc và giải trí thoải mái nhất. Phiên bản Dell Watcho V5468 hợp kim nhôm màu vàng đang sẵn hàng tại Mỹ Tho Laptop. Mọi chi tiết về sản phẩm các bạn vui lòng inbox trực tiếp Mỹ Tho Laptop tại fanpage Facebook của Mỹ Tho Laptop hoặc có thể truy cập website mỹtholaptop.vn. Đồng thời các bạn có thể gọi cho chúng tôi theo hai số hotline 0918738281, 0907077226. Xin cảm ơn các bạn đã xem qua video này.